Đấy, cháu soi gương đi. À, đan sâm đúng không? Ừ, đấy. Đấy, cháu thấy rồi soi gương hôm nay là khi mà cô đã ứng dụng về cái giải pháp mới. À, trước đây đã từng đến làm rồi, rất hài lòng nên là đây là quay lại bảo dưỡng thôi, đúng không? Thế nhưng mà sau khi được ứng dụng những cái bài mới mà cô vừa thực hành cho cháu đấy thì cháu thấy là cái hiệu quả thì bây giờ so với trước đây nữa thì nó như nào? Nó nhanh luôn đấy ạ, tức là không chỉ là phần mặt, cả phần đầu cái cô đầu. Nắn một cái thì là các cái khu vực lồi lõm xung quanh bất cân đối nó đã cân đối ngay, và các cái sắc diện ở ngay phần đấy là nó được căng lên, xong rồi là nó sáng hơn nữa. Đấy, thì gây trước hai bên này nó gờ lên nhiều, đúng không? Và cái chỗ đằng phía đầu bên này là nó bị xương, nó bị văng đằng này nhiều. Thì khi làm đã hài hòa hơn rồi, và cháu nhìn thấy cả cái đôi tai nữa không? Đôi tai, tai cũng được chỉnh để là tai cũng thành cái cân đối hơn, nó đỡ bị lệch bên cao bên thấp đúng không nào? Gò má là tròn luôn đấy. Đúng rồi. Cái phần hõm thái dương này là nó đầy vì là nó các cái mảnh xương ở đây. Thấy nó mượt, nó êm luôn đây, đúng không? Đó, rất hay mà bây giờ nhá, kể cả cái hàm hôm nay đấy, cô chỉnh cái hàm còn có thích không? Cái hàm đấy mọi khi là nó cái cằm nó bị sang bên này và cái chỗ này nó vát đi xuống nhiều đúng không? Đấy, thế làm thì nó cũng đỡ rồi, nhưng mà hôm nay cái chỉnh cái là nó ra cái gì luôn đúng không? Và cả cái khóe môi nữa. Khóe môi cũng lại đi lên trông rất điệu nhá, mà lại cái nhân trung này này có cái độ võng này này, nó làm cho cái miệng của mình nó rất là duyên. Đấy, và ở dưới cái khi mà mình làm nâng cái chỗ vùng dưới của cái khung hốc mắt này này. Thì nó cái đây nó chỉ trước của cháu là chăm sóc là cũng rất là tốt. Nên là nó chỉ hơi hơi thôi, hơi hơi bị thâm thâm một chút chút. Nhưng mà khi mà nâng này là thứ nhất là vừa đỡ thâm luôn. Thứ hai là mí mắt lại to lên và phẳng. Mà mí mắt thì trước là nó cũng hai mí, nhưng mà mí lót nó kiểu hay bị giấu xuống đúng không? Nhưng bây giờ này nó to lên. Mà trông nó ướt ướt, nó long lanh. Có một cái râu rồng bên này, bên trái bình thường là nó rõ hơn. Nhưng bây giờ nó cũng đã rất là mờ rồi ạ. Đấy, xình ơi là xình, cô cứ bảo là cái ngắm mãi sướng. Cười duyên cực luôn. Đó, thì bởi vì bây giờ ấy, nhiều bạn mà bạn ấy cứ sợ đau ấy. Bởi vì có thể có đi đâu đó rồi người ta làm, nhưng mà bị đau quá thì người ta cũng không chịu được. Thế nhưng mà đây thì khiến rất là cảm ơn là cháu đã chia sẻ. Chia sẻ thì là sẽ nhiều bạn người ta lại có cơ hội để tìm đến 96 Lạc Trung. Đấy, đến với Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp. Rồi, cô rất là cảm ơn nhá. Đấy, cứ thỉnh thoảng lại ra một buổi bảo dưỡng. Chắc càng xinh càng đẹp tội gì, cái chi phí bảo dưỡng của mình chỉ có vài 300k thì là gì đâu, đúng không? Đấy, rồi cảm ơn con, lúc thì cháu.